Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video chia sẻ kinh nghiệm và làm bông đón Tết cho những cây hoa giấy nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về dòng cây hoa giấy Mỹ ha. Mỹ ở đây là Mỹ Rin nha mọi người. Gốc là gốc hoa giấy Mỹ và bên trên tàn cũng là cái tàn hoa giấy Mỹ ha. Không có ghép bất cứ những cái dòng hoa khác trên đây. Thì đối với những cái dòng hoa giấy Mỹ Rin thì thời gian làm bông của nó sẽ dao động như sau. Đối với anh chị ở miền Nam thì thời gian của nó sẽ dao động từ 60 cho đến 65 ngày. Còn đối với những anh chị ở miền Trung sẽ là từ 65 cho đến 75 ngày. Còn đối với những anh chị ở miền Bắc sẽ là từ 75 cho đến 85 ngày. Nhưng đối với tỉnh thành nào của anh chị miền Bắc mà quá lạnh thì sẽ dao động đến 90 ngày luôn nha mọi người. Thì như mọi người thấy thời gian mình đưa ra thì có dao động ha. Mình ví dụ như những anh chị miền Trung đi thì sẽ dao động từ 65 cho đến 75 ngày. Thì khi mà mình đưa ra số ngày như vậy thì mọi người tự xác nhận cái khí hậu nơi mọi người sinh sống nha. Bởi vì khí hậu ở từng vùng miền là khác nhau, và khí hậu trong một tỉnh, thậm chí những huyện còn khác nhau. Cho nên anh chị cô chú hãy xác định nếu mà khí hậu của cái tỉnh mình đang ở á mà lạnh ha. Ví dụ như miền Trung đi thì anh chị sẽ làm cho mình tầm 75 ngày. Còn đối với những anh chị nào ở miền Trung mà khí hậu anh chị thấy nắng ấm thì anh chị hãy làm cho mình là 65 ngày. Còn đối với những anh chị nào mà không nóng cũng không lạnh, khí hậu ở mức bình thường á mọi người, tầm trung ha, thì anh chị sẽ lấy cái mức ở giữa, đó là 70 ngày nha mọi người. Đó, thì cái số ngày này mình đưa ra đó là cái cách làm bông trên kênh của mình ha. Còn nếu mà mọi người theo cái quy trình của những anh chị cô chú YouTube khác thì số ngày người ta đưa ra sẽ khác nhau nha. Cho nên anh chị đừng có lấy quy trình của mình áp dụng cho số ngày của người khác, hoặc là lấy cái số ngày của người khác áp dụng cho quy trình của mình ha. Và đương nhiên mình cũng sẽ để lại một video kết quả mình làm bông cho cái cây hoa giấy Mỹ này năm 2024 nó ra bông như thế nào ở dưới phần bình luận nha. Anh chị hãy nhấp xuống phần bình luận thì sẽ thấy cái phần mà mình ghim ha. Nhấp vô cái chỗ đó thì anh chị sẽ xem được cái cây hoa giấy Mỹ này mình làm bông vào năm 2024 nó có ok, nó có hiệu quả, nó có đúng Tết không này. Thì anh chị hãy theo cái quy trình của mình ha. Đó, anh chị có thể đưa ra lựa chọn trước, anh chị xem coi cái cách làm bông của mình có hiệu quả hay không rồi anh chị hãng theo ha. Năm nào mình cũng lên clip hướng dẫn làm bông cho cái cây này hết mọi người, chỉ một cây duy nhất thôi ha. Cây này thì mình chơi cũng khoảng 5-6 năm nay rồi, rất là bền phải không mọi người. Đó, và khi mà mình lên clip hướng dẫn thì mình chỉ lên một cây duy nhất thôi, cho nên anh chị rất dễ hình dung ha, và có thể xem được từng giai đoạn của cây. Cho nên những anh chị nào mà muốn xem cái quy trình làm bông đón Tết cho những cây hoa giấy Mỹ tại vườn nhà mình á, và năm nay này, những cây hoa giấy Mỹ Rin nha mọi người. Nếu mọi người chưa like, chưa đăng ký kênh thì mọi người hãy nhấp hộ mình một nút like, một nút đăng ký kênh để khi mình ra video thì mọi người không có phải bỏ lỡ ha. Thì cái dòng hoa giấy Mỹ Rin này đối với riêng kênh của mình chia sẻ cho mọi người thì thời gian ra bông của nó sẽ dài nhất, và cách làm bông của nó cũng đặc biệt nhất nha mọi người. Đó, nó cũng không giống như những dòng kia đâu. Bởi vì cái dòng hoa giấy Mỹ này mọi người nếu mà làm không cẩn thận rất dễ bị vươn ngọn, vươn đọt ha. Cho nên mình sẽ làm bông riêng và rất khác so với những dòng hoa giấy còn lại nha. Thì mình xem trong lịch âm hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch nha mọi người. Tức là chúng ta chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa thì sẽ đến Tết âm lịch ha. Mà cái cây hoa giấy Mỹ này đối với những anh chị ở miền Bắc á, thời gian ra bông của nó như mình đã chia sẻ á, thì nó sẽ dao động từ 75 cho đến 85 ngày. Nhưng mà có nhiều khí hậu của anh chị miền Bắc mà lạnh á, thì sẽ lên tới 90 ngày. Cho nên đối với anh chị ở miền Bắc thời điểm bây giờ thì sẽ không còn thời gian để anh chị chơi bông nữa. Trên cây hiện tại đang có bông trên cây anh chị xả hết. Cây khỏe hay là cây suy thì anh chị đều phải xả hết bông trên cây cho mình nha. Còn đối với những anh chị ở miền Nam và anh chị ở miền Trung á, thì nếu mà cây hoa giấy nhà anh chị đang sung này và bông ra đang đẹp, anh chị cũng có thể để chơi thêm một thời gian nữa nha. Thì anh chị cứ căn cho mình như cái thời điểm mà mình đưa ra đó, thì thời gian làm bông của nó kéo dài như vậy, anh chị cứ trừ lại cho mình một tháng. Trước đó là mình phải cắt tỉa sạch tàn và sạch bông để bón phân dưỡng lại ha. Đó, anh chị cứ trừ lại cho mình một tháng là ok. Còn đối với những anh chị ở miền Bắc thì nếu mà trừ lại một tháng thì bây giờ là tới thời điểm rồi đấy mọi người, không còn sớm nữa ha. Cho nên anh chị ở miền Bắc thời điểm bây giờ nếu mà cây đang ra bông, kể cả khỏe hay là suy, thì anh chị đều phải dùng những cái kéo này cắt tỉa lại cái tán của mình ha, bấm bỏ những cái cành vượt này. Đó, và hiện tại cái cành nào mà đang có bông thì xả hết luôn, mình không có để bông nữa nha mọi người. Bây giờ thì mình cần phải dưỡng lại để cho cây nó thật là sung ha, để cho cây nó thật là sung, để khi mình làm bông đón Tết cho nó sướng nha mọi người. Khi mà cây sung, cây đủ lực thì nó sẽ ra bông đúng cái thời gian mà mình đưa ra nha mọi người. Còn nếu mà mọi người để cây suy mà mọi người bước vô cái chu kỳ làm bông thì cây nó sẽ lâu ra bông hơn so với cây bình thường đó mọi người. Mình ví dụ như cây hoa giấy Mỹ này đi thì thời gian ra bông của nó trung bình là 70 ngày. Nhưng mà nếu mà gặp phải cây suy thì nó sẽ ra tới 80-90 ngày ha. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà anh chị
làm nó bị trễ bông này. Đó là vì vậy nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta cần phải cắt tỉa nha. Đó, cắt tỉa cho mọi người. Mọi người cứ cắt tỉa như bình thường, như những dòng hoa giấy khác thôi. Thì mọi người cứ bấm đầu ngọn ha. Những cành nào vượt tàn của mình thì mình bấm đi thôi. Đó, bấm hết những cái cành vượt tàn đi. Và những cái cành đang ôm bông thì mọi người bấm đi. Đến khi nào mà cái tán nó tròn lại này, nó không còn cành vượt nữa và sạch bông trên cây rồi, và nó trả lại đúng như cái dáng mà mình mong muốn ha. Ví dụ như đây là một cây hoa giấy Mỹ Giáng Huyền này. Đó, nó thành được cái dáng như vậy rồi. Cái tán nó ok, ổn định rồi, nó không có những cành vượt nữa thì anh chị không có bấm ha. Còn ví dụ như nó đang ra những cái cành như vậy mà chỗ này thì tán của nó đang còn thấp này, mọi người cứ để cho nó lên bình thường nha. Và cái việc tiếp theo, sau khi mà mọi người xả hết bông và cắt những cái ngọn bị vươn ra, thì mọi người phải tưới nước đầy đủ cho mình nha. Cái việc nước tưới rất quan trọng vào thời điểm này nha mọi người. Thì video nào mình cũng nói rồi, nếu mà mọi người để cho cây hoa giấy mà thiếu nước thì những cái ngọn xanh như thế này đây, đó, nó sẽ cằn lại và ôm nụ kim ha, sẽ làm cho cây hoa giấy ra bông rất nhiều vào thời điểm này. Và khi ra bông thì anh chị sẽ phải mất công lặt bỏ những cái bông trên cây, rất là mệt luôn. Và nếu không lặt thì cây sẽ ra bông rất là nhiều và sẽ làm cho cây bị suy yếu ha. Chính vì lý do đó cho nên cô chú anh chị cần phải tưới nước đủ cho cây vào thời điểm này hộ mình nha. Và sau khi đã tưới nước đủ thì mọi người sẽ tiến hành bón phân dưỡng lại cho cây hoa giấy nha mọi người. Thì bón phân gì? Thời điểm bây giờ thì mọi người tiếp tục dùng cái bộ ba dưỡng lại, đó là bộ ba kích rễ này và tạo tàn cho cây hoa giấy vào thời điểm bây giờ ha. Thì khi bón bộ ba này vô, nó sẽ đánh vào rễ của cây hoa giấy là cái thứ nhất. Nó sẽ giúp cây hoa giấy ra nhiều rễ tơ hơn, giúp cho cây hoa giấy hút nước và chất dinh dưỡng mạnh hơn. Và đánh vào bộ lá nữa mọi người. Đánh vào bộ lá sẽ giúp lá của cây hoa giấy xanh và dày, đồng thời nó sẽ bắn những cái đọt ra. Nó sẽ làm cho mình những cái tàn mà đang thiếu chi mọi người, nó sẽ ra từ chỗ đó, mình sẽ phủ đầy tàn và dày tàn ha. Thì bộ ba đó là gì? Thứ nhất đó là phân rót 2 cho mọi người. Đó, phân rót 2 thì mọi người pha cho mình 1ml trên 1 lít nước, mọi người phun trên lá và kết hợp tới gốc cho mình luôn ha. Phân thứ hai đó là phân DAP humic. Phân này thì được phủ ở ngoài một lớp humic, bên trong là DAP nha mọi người. Khi bón phân này vô thì lá cây hoa giấy sẽ rất là dày và xanh ha. Và đồng thời nó sẽ vươn đọt ra rất là mạnh mọi người, sẽ giúp mọi người xử lý những cái chỗ nào mà tàn cây hoa giấy đang bị thiếu ha. Đó, nếu anh chị nào không mua được DAP humic thì mọi người mua DP đơn cũng được ha. DP đơn là cái loại viên màu xăm xám đó mọi người. Phân thứ ba đó là cái phân humic. À mình quên, cái phân này mình chưa nói nhiều lượng này. Phân này thì mọi người pha cho mình 1 thìa cà phê trên 1 lít nước ha. Đó, pha đúng như vậy thì sẽ có công dụng như mình nói nha. Còn nếu anh chị pha nhiều hơn thì sẽ phản công dụng nha mọi người. Còn tiếp theo đó là cái phân humic nha mọi người. Ở đây thì mình dùng phân humic bén rễ hiệu con heo này. Nếu anh chị không mua được giống mình thì anh chị mua dạng khác cũng được, dạng bột cũng được hay dạng nước cũng được, chứ cũng không nhất thiết phải là mua giống cái phân của mình đâu. Đó, miễn sao anh chị đọc công dụng thấy nó tốt, nó ok là anh chị mua thôi. Phát triển bộ rễ, cải tạo đất này, hạ phèn, giảm mặn, giải độc hữu cơ này, rồi giúp cây trồng mới mau bén rễ, tái tạo bộ rễ sau một vụ thu hoạch này, phục hồi bộ rễ hư tổn này, giúp cây mau ra đọt non dài mập và xanh. Đó, anh chị có thể tìm kiếm những dòng humic tương tự những cái công dụng như vậy và anh chị mua ha. Và liều dùng của thằng này thì nếu mà anh chị mua giống mình á thì liều dùng của nó sẽ là từ 1 đến 2ml trên 1 lít nước, phun trên lá và tưới dưới gốc luôn nha mọi người. Humic bén rễ hiệu con heo này thì mọi người phun được trên lá luôn ha. Còn anh chị lưu ý nha, khi mà mua humic dạng khác thì anh chị phải đọc coi cái hướng dẫn sử dụng người ta có cho phun lá không mới phun nha mọi người, chứ không mọi người phun lên lá là cây nó chết queo luôn ha. Đó, cái humic bén rễ này thì mọi người có thể hoàn toàn phun trên lá giống y như thằng rót 2 luôn nha mọi người. Đó, mọi người có thể hoàn toàn phun y vậy luôn. Và cái chu kỳ bón phân của bộ ba trên kênh của mình sẽ như sau. Đó là từ 7 đến 10 ngày một lần nha mọi người. Và bón theo kiểu xen kẽ, không có gộp chung ba phân lại bón một lần nha. 7 đến 10 ngày đầu tiên mọi người dùng thằng humic này, 7 đến 10 ngày sau mọi người dùng rót 2 này, 7 đến 10 ngày sau nữa thì mọi người sẽ dùng DP humic này. Đó, mọi người bón theo kiểu xen kẽ như vậy cho mình nha, không có gộp chung ba phân lại nha mọi người. Và mọi người hoàn toàn có thể bón cho những cây suy yếu 7 ngày một lần nha. Còn đối với những cái cây sung và những cây đủ tàn rồi thì anh chị không cần bón nhiều nữa. Ví dụ như những cây mà quá sung đi, ngọn ra như rau muống luôn, thì anh chị có thể bón cho mình 15 ngày một lần cũng được. Bởi vì khi mà mọi người bón 7 ngày một lần như vậy á, thì những cái cây đó nó sẽ làm cho cái ngọn vươn ra và anh chị cần phải cắt đi rất là mệt mọi người. Thứ hai nữa sẽ làm tốn phân bón của mọi người nha. Bởi vì những cây đó quá sung, quá ok rồi thì mình chỉ cần cứ từ 10 đến 12 hoặc 15 ngày một lần thôi, chứ không cần 7 ngày ha. 7 ngày là đối với những cái thằng bị suy yếu nha mọi người. Cái thằng mà vừa ra bông xong này, rồi mọi người thấy nó tàn đang còn thiếu này, rồi những tàn đang còn nhỏ này.
đó, hoặc là những cái thằng mới thay đất này, thì một người bón cho mình 7 ngày một lần để cung cấp chất dinh dưỡng kịp thời cho nó, để cho nó hồi phục lại và cũng như tạo độ sung cho cây để chuẩn bị bước vô quy trình xiết nước làm bông ha. Và mọi người yên tâm, hoàn toàn có thể bón 7 ngày một lần cho những cây suy mà không sợ nó bị lạm phân nha mọi người. Bởi vì như mọi người thấy thì khi bón thì mình không có kết hợp mà mình chia lẻ từng phân một. Trong cái bộ 3 phân bón của mình á, thì có hai cái phân này là phân kích rễ rồi ha mọi người. Rót 2 và humic này, nó đánh vào cái bộ rễ của cây hoa giấy. Nó sẽ làm cho bộ rễ của cây hoa giấy ra nhiều rễ tơ hơn, giúp cây hút nước và chất dinh dưỡng mạnh hơn cho mọi người. Còn cái thằng DP humic này, nó sẽ đánh vào cái bộ lá của cây hoa giấy. Nó sẽ làm cho cái bộ lá xanh và dày. Khi mà bộ lá chắc khỏe xanh dày thì nó sẽ quang hợp trao đổi chất dinh dưỡng mạnh hơn. Nó sẽ kéo cái cây đi lên nha mọi người, rất là mạnh luôn ha. Đó, và mọi người chia đúng liều lượng như mình. Đó, cái phân rót 2 này chỉ 1ml trên 1 lít nước. Thằng humic bén rễ này cũng thế, nếu mà anh chị mua dạng khác thì xem đúng liều lượng của nhà sản xuất nha. Còn DP humic này, mọi người pha cho mình 1 thìa cà phê trên 1 lít nước, mọi người tưới cho cây. Và ở đây thì mình sẽ bón thị phạm cái thằng DP humic cho mọi người coi này. Đó, 1 thìa cà phê thôi, không bón nhiều ha, trên 1 lít nước này. Đó, cái thằng DP này nó được phủ ở ngoài một lớp humic, cho nên nó tan rất là nhanh mọi người. Đó, cuối sơ sơ nó tan rồi. Còn nếu mà anh chị bón những cái thằng DP đơn á, nó màu xám xám á, không mua được DP humic á, cũng được thôi mọi người. Nhưng mà có lẽ nó sẽ khó tan hơn một xíu ha. Khi anh chị quấy thì anh chị nên ngâm phân trước 5 phút á, rồi anh chị quấy nó sẽ dễ hơn. Sau khi quấy phân xong thì nó có cái màu đây này mọi người, màu xám xám đen đen đây này. Đó mọi người thấy không, có một thìa cà phê nhỏ nhỏ thôi và nó cũng đen xì nữa này. Mọi người pha đúng liều lượng như mình ha, mọi người đừng có tự ý tăng liều lên nha. Pha đúng liều như mình thì sẽ có tác dụng như mình nói. Còn nếu mà mọi người pha nhiều quá thì nó sẽ phản tác dụng đó nha mọi người. Rồi, sau khi pha xong thì mọi người tiến hành tưới vào gốc cho cây ha. Đó, mọi người chú ý nha, khi tưới phân thì không có để cây héo được mới tưới nha mọi người. Mọi người phải đảm bảo là cây không có héo, mọi người mới tưới được nước nha. Còn nếu mà anh chị có quên tưới nước cho cây á, thì anh chị phải tưới nước lại cho cây đã ha. Tưới nước lại cho cây đó, khi nào cây nó tỉnh, nó tươi tốt rồi mình mới tưới nha. Tránh trường hợp mà anh chị quên tưới nước cho cây mà anh chị còn tưới phân vô nữa là cây nó chết nha mọi người. Sau khi tưới phân xong thì anh chị giữ ẩm cho cây đều đều cho mình nha, không có được để cây bị thiếu nước nha mọi người. Như vậy, clip này mình đã chia sẻ cho mọi người về cái số ngày làm bông của cái thằng hoa giấy Mỹ trên kênh của mình này, đối với anh chị ba miền luôn ha. Và anh chị miền Bắc thì bây giờ đã tới thời điểm cắt tỉa, xả tàn và xả bông, bón những cái dòng phân như mình chia sẻ để dưỡng lại cây, cho cây thật là sung và thật là mạnh, để khi mình bước vô cái chu kỳ xiết nước làm bông nó được thuận lợi ha mọi người. Và từ giờ đến Tết, không chỉ riêng dòng hoa giấy Mỹ này, tới thời điểm thì mình sẽ lên cho mọi người xem tất cả những dòng hoa giấy còn lại luôn ha. Nếu anh chị cô chú nào mà đang xem kênh chưa like, chưa đăng ký này, thì mọi người hãy nhấp hộ mình một nút like, một nút đăng ký kênh ha. Và bên cạnh cái nút đăng ký kênh thì nó sẽ có cái quả chuông thông báo đó, mọi người nhấp vào đó thì khi mà mình lên video, mọi người không có phải bỏ lỡ cái video của mình ha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Bye bye.